Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021. Như các bạn thấy, hiện tại giá vàng đang đứng tại ngưỡng 1949,9 USD một ounce. Các bạn thân mến, giá vàng sáng hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 1 tiếp tục tăng ở cả hai thị trường quốc tế và trong nước. Sau khi tăng lên mức 50 USD một ounce, giá vàng thế giới tiếp tục khởi sắc trong bối cảnh biến thể mới của Covid-19 có dấu hiệu lan rộng, tác động tiêu cực đến khả năng phục hồi kinh tế thế giới. Một trong những yếu tố thúc đẩy giới đầu tư đưa vốn vào vàng là nước Anh phong tỏa trên toàn quốc trong 6 tuần nhằm ngăn chặn mức độ lây lan Covid-19. Đồng thời, các trường học tại quốc gia này tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 15 tháng 2. Mặt khác, không ít nhà đầu tư lo sợ biến thể mới của Covid-19 có thể sẽ bùng phát trên diện rộng, kìm hãm đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Theo đó, họ tăng sức mua kim loại quý giúp giá vàng tiếp tục tăng cao. Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tiên của năm 2021 kéo dài từ đêm ngày mùng 4 cho đến rạng sáng ngày mùng 5 tháng 1, các quỹ đầu tư vàng đã mua vào tới 18,5 tấn vàng sau khi đã mua 1,3 tấn trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục suy yếu so với nhiều đồng tiền mạnh khác. Giá dầu thô đã tăng lên mức là trên 49 đô la Mỹ một thùng, tạo động lực cho giá vàng đi lên. Đặc biệt, chính phủ Anh đã chi khoảng 4,6 tỷ bảng Anh để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do Covid-19, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu. Bởi lẽ, nhiều quốc gia tiếp tục bơm tiền ra thị trường nhằm cứu vãn nền kinh tế đang sa sút do dịch bệnh. Có thể thông tin này đã thúc đẩy không ít nhà đầu tư trú ẩn vốn vào kim loại quý, tác động tích cực đến giá vàng. Ông Edward Moza, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda Mỹ nhận định thị trường vàng năm 2021 sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ có nhiều thêm gói kích thích kinh tế và rủi ro lạm phát. Qua đó, nhiều người đã tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa lạm phát và vàng là một công cụ cho điều đó. Và tiếp sau đây, mời các bạn cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trên thị trường trong nước. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng, cũng tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch trên chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 550.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 550.000 đồng một lượng cho đến 650.000 đồng một lượng. Vàng Pinji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Vàng Pinji tại Hà Nội mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Pinji là 550.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng, SJC mua vào 56.800.000 đồng một lượng, bán ra 57.300.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.350.000 đồng một lượng, bán ra 56.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56.750.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng, cũng tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng Sacombank mua vào 54.380.000 đồng một lượng, bán ra 54.580.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 57.200.000 đồng một lượng và bán ra 57.900.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng chiều mua và 700.000 đồng một lượng chiều bán. Tại ngân hàng Bidvibank mua vào 56.300.000 đồng một lượng và bán ra 57.550.000 đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng chiều mua và 250.000 đồng một lượng chiều bán. Tại ngân hàng TPBank Gold mua vào 56.550.000 đồng một lượng
bán ra 57.200.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 100.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng, mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang, mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau, mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước, mua vào 56.680.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng. Tại Huế, mua vào 56.670.000 đồng một lượng, bán ra 57.280.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa, mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng. Tại miền Tây, mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi, mua vào 56.700.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên, mua vào 56.720.000 đồng một lượng, bán ra 57.300.000 đồng một lượng. Giá vàng mốt số 9, vàng nữ trang SJC. Nhận mốt số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.350.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang mốt số 9, mua vào 55.450.000 đồng một lượng, bán ra 56.150.000 đồng một lượng, cũng tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K, mua vào 54.594.000 đồng một lượng, bán ra 55.594.000 đồng một lượng, tăng 99.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K, mua vào 40.267.000 đồng một lượng, bán ra 42.267.000 đồng một lượng, tăng 75.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 14K, mua vào 30.889.000 đồng một lượng, bán ra 32.889.000 đồng một lượng, tăng 59.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K, mua vào 21.567.000 đồng một lượng, bán ra 23.567.000 đồng một lượng, tăng 42.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, như vậy là phiên buổi sáng hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021. Mặc dù giá vàng thế giới so với ngày hôm qua, ngày 5 tháng 1 đã tăng lên khoảng 10 đô la Mỹ trong đêm hôm qua theo giờ Việt Nam. Và trong phiên sáng nay, giá vàng thế giới quanh mức là 1.950 USD. Đồng thời đã kéo theo thị trường vàng trong nước tăng lên. Trong khi kết quả bầu cử của Mỹ tại bang Georgia chưa ngã ngũ thì giá vàng sẽ còn biến động nhiều. Do đó, các phiên giao dịch trong ngày hôm nay chắc chắn một điều, giá vàng sẽ còn biến động mạnh nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này và các bạn đừng quên là cập nhật bản tin lúc 12 giờ 15 phút trên kênh của Minh Phát nhé. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.